nấy là con một á chị, ba phải về quê lo cho ba mẹ. Em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Em gái à, dễ thương. Đó, anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Dạ, anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không? Em ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng không có xa. Nói chung là ở chung một thành phố này cũng không có xa gì mấy, vậy là được rồi. Em với bên đây giống nhau một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết. Bên đây mối 8 năm, mối 2, bên đây mối 6, mối 4 là cũng chục năm yêu, có tờ, gọi kinh nghiệm trong thâm yêu niên, rồi. Thâm niên về tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu. Ha? Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, em thích người đó là chân thật, chân thật thà cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được mà mình phải làm được, thà mình không nói. Đúng rồi, nói thì phải làm. Dạ. Ông nói cũng phải làm. Đúng không? Rồi, còn gì nữa không? Dạ, sạch sẽ. Trai dở dơ lắm sao mà. Sạch sẽ không? Có tay sạch chân luôn. Ờ, sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi, gì nữa? Dạ, ga lăng phóng khoáng một tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Ga lăng là ok luôn. Ga lăng ha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng với người khác là cũng mệt lắm á. Có mấy bạn nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu chị không? Đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì trời. Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Cao bao nhiêu? Thì tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình, nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi. Bao nhiêu phần trăm có? Dạ, cái đòi hỏi rồi, chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% con. Ok, ok. Thôi bây giờ thì bạn trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em tên Đại Phi, sinh 1984, quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Bên kia có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha. Đại Phi làm công việc gì? Em làm cơ khí tại nhà. Cụ thể là Đại Phi? Máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. Làm ở quận mấy? Bình Chánh. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quay em mới lại tuột ơi chị. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. Em có cái điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu về mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết may vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Nếu như mà nói chuyện với ai đó, một câu nói nào đó, người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý của mình, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ là hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Còn khuyết điểm của em thì hơi nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy em nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều lắm. Rồi chúc qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, 6 năm với lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì, có khá lên chưa? Cũng được thôi chứ cũng không có khá được thôi. Anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên.
Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Dạ hai mối tình này á cũng một lý do là khoảng cách địa lý á chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một á chị à, phải về quê lo cho ba mẹ. Em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Em gái à, dễ thương đó, anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Dạ, anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không? Em ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng không có xa. Nói chung là ở chung một thành phố này cũng không có xa gì mấy, vậy là được rồi. Em với bên đây giống như một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết. Bên đây mỗi 8 năm mỗi hai, bên đây mỗi 6, mỗi 4 là cũng chục năm yêu. Có tờ, gọi là kinh nghiệm trong thâm yêu niên, luôn rồi. Thâm niên về rồi. Tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu ha. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ em thích người đó là chân thật, chân thật thà cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được là mình phải làm được. Thà mình không nói. Đúng rồi. Nói thì phải làm. Dạ. Ông nói cũng phải làm. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Dạ sạch sẽ. Con trai dở dơ lắm sao mà. Sạch sẽ không? Con trai sạch xinh luôn. Sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ ga lăng phóng khoáng tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Ga lăng là ok luôn. Ga lăng ha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng người khác là cũng mệt lắm á. Có mấy bà nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu chị không? Đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì trời. Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Mình cao bao nhiêu? Thì tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình. Nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi. Bao nhiêu phần trăm có? Dạ, cái đòi đó hỏi chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% à, có. Ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Ừ. Bây giờ mình cho gặp bây người thân đi. Người thân đi, gặp rồi. Người thân. Em đi với ai vậy? À, em đi với lại ông chú, ông anh với lại thằng em gửi lại nhỏ cháu. Dạ, mời nhà trai. Kính chào anh MC Quyền Linh và chị Hồng Dân. Bên nhà gái cũng toàn thể thính phòng đây. Dạ em là anh của Phi. Đàn gái thì thấy có vẻ như là hợp theo những cái nhu cầu của em Phi. Cũng giống được trên 80%. Cũng vui vẻ, nhiệt tình cũng. Nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó gọi là cá tính. Thành ra như vậy thì có thể giúp đỡ Phi nó vững chạc hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Xin hết. Rồi cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em trai và bạn thân của em. Rồi xin mời nhà gái. Xin chào MC Hồng Văn. Dạ. Và MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Chào quý khách. Cô thấy đàn trai thì thế nào? Thấy thì cũng được, cũng biết lo làm ăn. Nếu mà đây mà là con rể của chị thì chị ưng không? Dạ ưng. Ưng hả? Đó. Dạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào tất cả mọi người. Con là em của chị Mai. Về cái ngoại hình á thì hình như là anh hơi thấp. Tính cách thì có vẻ cũng rất là thẳng tính và cũng như là cái gì ra cái đó, tại mình làm cơ khí mà. Thì về cái mẫu mà chị em, trong cái suy nghĩ của chị em á thì em nghĩ là anh đây có thể đạt tới khoảng 70%. Thì một chút mở ra thì chị xem và suy nghĩ. Và cũng có thể cho anh này một cơ hội để mà làm quen với nhau. Rồi, trời ơi. Thôi, thế thì ta mở rào thôi nào. Mở rào.
bắt đầu đi Phi. Anh cũng có món quà này tặng cho em. Dạ, em có món quà tặng cho anh. Rồi. Kẹo. Dạ, cái này là do tự em may luôn á anh. Thấy đẹp đói em à, không biết anh mặc vừa không. Tại em chỉ may theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ may nó sẽ vừa với anh. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đâu, hai đứa mặc vô thử coi vừa không. Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích, cũng hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào dễ sợ. Em thích màu xanh dương. Chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi. Ủa, chết cha. Chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới. Em mai là cái bự. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Ờ, thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô ha cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Áo khoác là đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, nhưng cái này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Rồi, mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Dạ, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh đẹp trai, hiền. Anh thấy em như thế nào? À, dễ thương. Thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh. Anh nói chuyện với em là anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết không? Thấy em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là có duyên. Dạ. Thì... được thì mình cho nhau cơ hội. Em nói về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình cho bạn gái nghe đi. Quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà, thẳng thắn. Anh em cũng giống anh á, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói chung là hiểu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, nghe những ý kiến, góp ý kiến với nhau. Đúng rồi. Thì mình có sao cứ nói vậy, cứ nói thẳng, đúng không? Buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ, nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó bây giờ không biết giận ai. Vậy thôi em muốn em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết đi, nếu như em có vợ, có con, em sẽ chăm sóc vợ con thế nào? Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng lo lắng cho vợ con. Thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta. Anh ơi, em có tính hậu đậu, anh có ngại không? Cái đó anh thích lắm á. Có duyên đó ha. Hẹn hò sau đó bàn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em bữa nào rảnh. Chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về thì em rảnh buổi tối anh. Thì chủ nhật nữa anh. Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha. Hát một bài nào đó. Nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi. Thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con. Dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Được rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra. Bấm nút, để tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại, tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào. Một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đếm đi. Tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi. Chúc mừng. Đấy, nắm tay nhau. Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. Xin phép bác, các anh, các chị cho em được quen em. Con hứa với bác thì con sẽ lo cho mai
hết cuối con đường. Rồi cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai tới mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin chào. Đúng quá. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Xin phép mẹ cho hung tí. Cho con xin phép bác cho con hung Mai. À, em cho anh hung đi. Thấy sao? Cảm giác trong lòng thế nào? À, thấy tim còn đập lẹ quá. Lẹ quá. Hạnh phúc ha. Hạnh. Con hai đứa ôm chặt cái rồi coi cảm xúc thế nào. Ôm chặt cái thế nào? Chặt vô gì đâu ôm gì mà ôm lơi lả vậy trời. Ôm chặt vô nào. Đó. Hãy giữ trọn cái vòng tay đó, giảm cái vòng eo lại. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân.